Xin chào các bạn, chúng ta lại đến với một quán cơ tàng giang hồ khá là hay. Khi bên đỏ thì còn có sang và pháo, đối lại với một binh đoàn bên đen còn có lại hai xe và bốn chốt. Và một chốt bên đen thì đã tiếp cận cửa cung và khóa chặt tướng. Chỉ cần xe đen này thoát ra thì bên đỏ rất là khó lòng chống đỡ. Thì chúng ta hãy cùng nhau xét xem trong trường hợp này thì thông thường người chơi cơ đỏ sẽ có những bước đi nào. Bước thứ nhất nghĩa đến là sẽ ăn thịt chiến tướng. Còn bước thứ hai có thể là tăng pháo ăn xe. Thì ta xét bước thứ nhất đó là ăn thị chiếu tướng, thì lúc này tướng sẽ thú một, sau đó thì lại tăng pháo hình xe. Thì lúc này là xe đang bị pháo đuổi và tất nhiên là bên đen sẽ chống sĩ lên, vừa lấy xe truy đuổi pháo, vừa lấy sĩ truy đuổi xe. Thì tất nhiên trong hình thế này thì bên đỏ sẽ phải mất một trong hai quân, thì cách đi như vậy là không có được. Còn cách thứ hai đó là dùng pháo ăn xuống xe và truy đuổi xe này, thì lúc này sĩ cứ chống lên, pháo có thối vị trí thì tướng sẽ thối một. Đỏ tiếp tục tấn xe lên để bắt chốt và hầm qua chiếu tướng, thì lúc này chống tấn một chiếu tướng, tướng bình ra. Sau đó thì lại sĩ năm tấn bốn, nếu xe có qua để hầm bắt sĩ thì bắt sĩ xe sẽ tấn hàng và giữ sĩ, xe ăn về chốt. Thì trong mình thế này thì bên đỏ rất là khó chiến thắng được bên đen. Do vậy ta thấy trong hai tình huống mà bên đỏ cố gắng là bắt chết một trong hai xe của đen thì sẽ không có thể mà giúp cho bên đỏ có thể chiến thắng được. Ta thấy lực lượng của bên đen còn khá là mạnh, còn hai xe rất là mạnh. Nếu mà bên đỏ mà lo sợ hai xe này mà tìm cách bắt thì chắc chắn là sẽ không được. Mà lúc đi hay phải bên đỏ phải là xe tấn lên ba nước. Một cái bước đi này chính là bước kế tiếp sẽ bình qua lộ 6 chiếu tướng, bắt buộc tướng của mình vào, sau đó thì lại bình pháo chính xác. Do đó đen phải đấu phó bằng cách thấy là thối hướng một. Thì lúc này đỏ bình qua chiếu ngay, tướng phải bình vào, tiếp tục bình pháo vào lộ 5 chiếu tướng, bắt buộc tướng phải bình qua lộ 6. Ở đây thì ta thấy bên đỏ phải đi những bước nào tiếp theo để tấn công được. Hạn như lo sợ mà dùng xe ăn vào chốt, thì lúc này xe đen sẽ tận dụng thời cơ thoát ra, đang hầm chiếu tướng bắt xe, xe đỏ chạy đi thì xe này sẽ thoát ra và bên đỏ rất là khó tránh khỏi sát cục xong xe. Do vậy bên đỏ đến đây đi một bước khá là hay, đó là tướng năm bình qua lộ 4. Nếu mà đang không tính toán kỹ sử dụng xe thoát ra, chẳng hạn như là xe 7 bình lộ 8, thì lúc này xe sẽ tấn chiếu ngay. Nếu mà sĩ chống lên thì sẽ bị pháo bình ra sát cục. Do vậy xe đang tất nhiên sẽ không dám thừa cơ mà thoát ra theo đường này được, mà lúc này phải là chống đỡ nước chiếu qua bí tiếp theo của bên đỏ. Thì lúc này xe phải tấn một, đỏ lại tiếp tục đi một nước hầm sát cắt hay, đó là xe 6 tấn 4. Hầm bước tiếp sẽ làm xe 6 bình vào lộ 4 ăn sĩ và chiến tướng sát cục. Đến đây thì bắt buộc không có cách khác, bên đang phải xe 7 tấn 2 để giữ sĩ. Ta thấy cả hai đường chiến tướng sát cục của bên đỏ đó là xe 6 tấn 1 và xe 6 bình 4 đều bị hai con xe đang rất mạnh này tấn giữ. Thì bên đỏ phải suy nghĩ đi những bước đi nào tiếp theo, không thể nghĩ đến chuyện là ăn về chốt để giảm bớt áp lực được, tại vì lúc này xe sẽ bình ra. Và như mình xét thì khi hai xe đen này thoát ra được thì bên đỏ sẽ thua. Đến đây thì bên đỏ đi một nước rất là hay và làm cho bên đen phải bó gút đi hàng, đó là nước xe 6 bình vào lô 5. Ta thấy đến đây cho dù đen đi kiểu gì thì cũng không thoát khỏi sát cục, chẳng hạn như là xe 7 bình vào lô 8, thì lúc này xe sẽ phán chiếu, tướng không thể ăn vào được do có pháo, bắt buộc sĩ tăng lên hoặc là xe ăn vào, thì lúc này sẽ dính ngay sát cục, đó là pháo 5 bình của lộ 4. Như ta thấy từ hình cờ ban đầu, nếu mà người chơi cầm đỏ có ý nghĩ hai xe này quá mạnh và dùng pháo cố gắng ăn xe để nhiên không dẫn đến thắng cuộc mà phải có những bước đi độc đáo, thì sẽ giúp bên đỏ chiến thắng cuộc cờ này. Clip của mình đến đây là hết, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.